Biểu ca. Đình Phong, Khanh tìm Trẫm có chuyện gì sao? Liên quan tới đập nước. Người đâu? Dạ. Đưa ả ra ngoài, tuân chỉ. Đình Phong, Khanh có cách gì cứu đập nước hay không? Thần muốn đề cử một người cho hoàng thượng. Ai vậy? Người đó là Hoa Sơn Tiêu Tam công tử. Tiêu Biệt Ly, hắn là thuộc hạ của Lăng Dương kia mà. Đúng vậy. Trẫm không muốn gặp hắn. Hoàng thượng, quân ấy có cách cứu đập nước, tại sao người không gặp quân ấy chứ? Vậy cũng được. Người đâu? Dạ. Truyền Tiêu Biệt Ly. Tuân chỉ. Đình Phong, vừa rồi Trẫm nhất thời tức giận, xém chút nữa. Khanh biết không? Trẫm chỉ muốn cho ả một bài học mà thôi. Nào ngờ ả lại lên tiếng nhục mạ Trẫm. Trẫm muốn coi tim của ả rốt cuộc là đỏ hay là đen. Hoàng thượng, cớ sao người phải phiền não về chuyện này? Tiêu Biệt Ly khấu kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thánh an. Tiêu Biệt Ly, chẳng phải ngươi đang ở Lăng Dương phủ hay sao? Hồi hoàng thượng, lẽ ra Tiêu Biệt Ly ở trong Lăng Dương phủ. Quân ấy bất mãn Lăng Dương, cho nên mới đến đây để cáo mật. Quân ấy biết có con đường tốt, có thể đi thẳng tới đập nước. Chỉ cần đi vài canh giờ là tới nơi. Khanh tin hắn như vậy sao? Trước kia ở Kinh Thành, lúc ra tay tiêu diệt Lưu Cẩn, Tiêu Biệt Ly cũng có góp sức. Nhưng dù sao hắn cũng là thuộc hạ của Lăng Dương. Liệu hắn có hoàng thượng? Người khác thần không dám bảo lãnh, còn Tiêu Biệt Ly thần dám lấy mạng sống ra bảo lãnh. Nếu được như vậy, sẽ dễ dàng chiếm lĩnh Nam Xương. Tiêu Biệt Ly, ngươi đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Khoan đã. Hoàng thượng, chẳng lẽ người quên chuyện Dương Hòa Thượng trá hàng sao? Ý của Khanh là Lăng Dương là người nhiều quỷ kế, thần sợ hắn thua keo này bày keo khác mà thôi. Thầy, Thiên Hạ Thượng Nhân, chẳng lẽ thầy có cách gì khác? Hầu gia, tạm thời bổn quốc sư nghĩ chưa ra cách vẹn toàn. Nay Tiêu huynh đưa ra kế này, chỉ cần vài người dũng cảm đi theo bổn hầu và Tiêu huynh, đi dòng đường tắt có thể chiếm đóng đập nước. Như vậy lúc đó Nam Xương không công cũng phá được. Cho dù có thất bại, chỉ hy sinh bổn hầu, ảnh hưởng gì đến đại quân đây? Hầu gia, xin ngài đừng nóng giận. Biết đề phòng người khác là một chuyện tốt. Thôi đi.
Đình Phong, trẫm làm theo ý của Khanh. Hoàng thượng, nhưng mà sao? Lần này Tiêu Biệt Ly mạo hiểm tới đây, ngoài việc trung quân ái quốc ra, vẫn còn gì? Khải tấu hoàng thượng, thảo dân chỉ xin thánh thượng khai ân, phóng thích Trường Lạc quận chúa. Người nói sao? Kêu trẫm phóng thích Trường Lạc quận chúa. Tại sao vậy? Hồi thánh thượng, tại vì Trường Lạc quận chúa là đệ tử của thảo dân, từ nhỏ đã thích tập võ, chẳng thôn tính ai, cho nên không được. Hoàng thượng, Trường Lạc quận chúa đó là con của phản thần. Cha của ả ngang nhiên hành thích trẫm, sao trẫm có thể tha cho con gái của hắn được chứ? Nhưng mà Trường Lạc quận chúa không biết chuyện Lăng Dương tạo phản, cho nên cô ấy vô tội. Nếu hoàng thượng không hứa phóng thích Trường Lạc quận chúa, thảo dân cũng không nhận lời dẫn đường tới đập nước. To gan, ngang nhiên uy hiếp trẫm mà thảo dân không dám, chỉ xin thánh thượng trao đổi mà thôi. Không được. Nếu hoàng thượng không chịu, thảo dân chấp nhận cái chết. Được. Vậy trẫm cho ngươi toại nguyện gì? Giang Bân. Dạ, giải hắn ra ngoài. Trảm. Tuân chỉ. Khoan đã. Đình Phong, Khanh còn gì để nói? Hoàng thượng, xin người hãy suy xét lại. Thôi được. Tiêu Biệt Ly, trẫm tha chết cho ngươi. Nếu ngươi cướp lại được đập nước, công vào Nam Xương, bắt được Lăng Dương, trẫm hứa với người không giết Trường Lạc quận chúa. Tiêu Biệt Ly khấu tạ thánh ân. Bổn Dương đã bị con hại chết rồi. Phụ Dương, sao Phụ Dương có thể trách tội con được? Nếu hôm mà hoàng thượng đến đây đàm phán, chúng ta chỉ cần nhượng bộ một chút, xóa bỏ lòng nghi ngờ của hắn, thì đâu có lâm vào cảnh như ngày hôm nay. Phụ Dương, không thể nói như vậy được. Nếu như hôm đó Dương hòa thượng có thể hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chúng ta đã ngồi vững giang sơn rồi. Con không làm như vậy thì làm thế nào? Cố thủ Nam Xương, hoàng thượng vẫn phải binh đến công thành. Có trách thì nên trách Phụ Dương do dự khó quyết. Thôi được, con nói đi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thì con đang nghĩ cách đi. Cách của con đối với cha chỉ có hại chứ không hề có lợi. Cha, con đừng nói gì nữa, để ta đi đàm phán với hoàng thượng. Cha nói sao? Đàm phán? Sao cha lại hồ đồ như vậy? Ta hồ đồ à? Tất nhiên rồi, chuyện đã như vậy, sao hoàng thượng chịu đàm phán với chúng ta chứ? Cha đừng quên rằng chúng ta từng ám sát hắn, chỉ bao nhiêu đó đã tội ác tày trời rồi. Thôi được. Tất cả mọi chuyện đều do con bày ra. Vậy con nói đi. Con nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao. Con nói đi. Cha đừng tức giận. Chúng ta từ từ bàn tính đi. Từ từ bàn tính à? Ta nghĩ hoàng thượng không chịu từ từ với con đâu. Nếu đã như vậy, chúng ta quyết trận tử chiến với hắn đi. Quyết trận tử chiến. Bây giờ chúng ta lấy gì quyết trận tử chiến với hắn? Có cách. Chúng ta chạy trốn là xong. Chạy trốn khỏi đây à? Đúng vậy. Chúng ta có thể hóa trang, khoảng canh năm đêm nay thoát ra khỏi thành Bắc. Nhưng hoàng thượng sẽ cho người đuổi theo. Con cho là không. Tại sao? Chỉ cần chúng ta phái người đến đập nước, cho nổ tung đập nước, như vậy hắn sẽ không thể đuổi theo. Con nói sao? Nổ tung đập nước à? Phải. Có thật phải làm vậy không? Trước giờ chúng ta xuất phát, cho phát ra ám hiệu cho nổ tung đập nước. Chuyện đã như vậy, không nên lo ngại nhiều nữa. Giữ lại được mạng sống, để giữ lại được hy vọng. Nếu bá tánh có trách thì trách hoàng thượng đi.
Này ta thấy rối trí lắm. Con nói sao cứ làm vậy. Được, vậy sẽ cho con sắp xếp. Hai người kia qua đi. Bây giờ có một chuyện giao cho các người làm thay cho hoàng thượng. Chỉ cần Dương gia dặn dò, hãy hạ dầu sôi lửa bỏng, nghĩa bất từ nan. Quả nhiên trọng nghĩa khí. Xin Dương gia dặn dò. Nghe đây, các người mang theo thuốc nổ, canh năm đến chỗ đập nước. Thấy ám hiệu của tôi, lập tức nổ tung đập nước, không được chậm trễ. Dạ. Tham kiến hoàng thượng. Hầu gia, Tiêu công tử, tâm sự nhờ vào hai vị. Hy vọng các người mã đáo thành công. Hoàng thượng, xin người yên tâm, lần này có Tiêu Tam công tử giúp đỡ, thần tin chắc chắn có thể giải quyết mọi hiểm nguy. Tiêu huynh, chúng ta đi thôi. Được. Hai vị nhất định cẩn thận, tại vì lần này đúng là quá nguy hiểm. Đa tại Giang đại nhân quan tâm. Lần này tiểu nhân chết không đáng tiếc. Chỉ mong chuyện hoàng thượng hứa với tôi có thể thực hiện, tiểu nhân chết không tiếc nuối. Tiểu Tam, ngươi yên tâm hành động, Trẫm nhất định không nuốt lời. Đa tạ hoàng thượng. Chúng tôi chờ tín hiệu của các vị. Một khi phá đập nước phát ra tín hiệu, thì chúng tôi lập tức cho tiến quân vào Nam Kinh thành. Vậy cũng được, chúng ta cứ làm vậy. Tiêu công tử, hoàng thượng, chúng tôi lên đường đi. Đình Phong, anh phải cẩn thận đó. Dạ. Báo cáo hai vị, chất nổ đã chôn lấp xong. Được, dặn dò mọi người kêu họ đi tuần tra xung quanh vùng này để phòng đột kích. Dạ rõ. Tôi ước gì lần này không dùng đến thuốc nổ, tại vì nếu đập nước nổ tung sẽ khổ cho bá tánh tại Nam Xương. Nhưng mà Dương gia không thể làm gì khác, vì hoàng thượng dồn vào đường cùng không lối thoát, cho nên mới dùng tới hạ sách này. Chúng ta hưởng lộc của người thì phải chia sẻ với người. Huynh nói đúng. Không hiểu tại sao đêm nay lại dài hơn mọi lần. Chúng ta tranh thủ đi tuần tra đi. Bây giờ mới canh ba, còn lâu trời mới sáng. Một khi trời sáng, chúng ta sẽ cho nổ tung đập nước. Kêu tôi đứng dậy, chứng kiến nước lũ tàn sát bá tánh tại hai bờ Trường Giang, tôi thật sự không nhẫn tâm. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, chúng ta nhất định phải phục tùng. Hầu gia, lối vào ở bên đó. Hầu gia, huynh dẫn họ đi trước, tôi ở đây điều động. Tiêu huynh, tại sao huynh phải bịt mặt vậy? Với vai trò thuộc hạ của Lăng Dương, tôi thật sự không muốn. Tôi hiểu. Bây giờ trời sắp sáng rồi, chúng ta mau ra tay đi. Được. Các người mau thu dọn đi, sắp đến canh năm rồi. Cha, đã chuẩn bị xong chưa?
Ta đã chuẩn bị xong rồi. Ta thật sự thấy tiếc nuối. Cha, sao cha phải đau buồn chứ? Chỉ cần chúng ta thoát khỏi đây, sau này có dịp tái xuất lại, thủ tiêu chính đức. Sau khi cha lên ngôi, cha có thể rời kinh thành về Nam Xương. Cha muốn ngồi bao lâu cũng được mà. Cha, thật ra đây không phải là lúc để cha lo lắng đâu. Sau khi đi khỏi đây thì sao? Trung Nguyên rộng lớn như vậy, chỗ nào chúng ta cũng sinh sống được. Thậm chí chúng ta có thể đến Phù Tang, từ từ làm lại từ đầu. Đi qua Phù Tang à? Dù sao cũng hơn là bị người ta đuổi giết. Thật lòng, ta vẫn còn một nước cờ. Đó là Nam Cung Thế Gia. Nếu sau này chúng ta gặp lại hắn, sẽ kêu họ huấn luyện một tốp tử sĩ. Chúng ta cung cấp thuốc men cho họ. Không chừng chúng ta còn có cơ hội quay trở lại vùng đất này. Khởi bẩm Dương gia. Có chuyện gì? Dương gia, kho báu bị người ta mở toang rồi. Cái gì? Kho báu đã bị người ta mở rồi à? Vậy thuốc trong đó, lập tức đến đó. Chà, chúng ta không còn nhiều thời gian. Không được, lập tức đến đó ngay. Dạ. Thuốc của ta đâu? Chà, chắc vừa rồi hỗn loạn, đã bị người ta lẻn vào đây rồi. Nhất định là người của Nam Cung Thế Gia lấy trộm. Nay bị họ lấy trộm hết thuốc, coi như không còn gì. Chà, cha đừng nghĩ đến số thuốc đó nữa. Chúng ta mau chạy trốn đi. Dương gia, đã trễ rồi, hay gì mau lên đường đi. Được, nghe đây. Sau khi ra khỏi Bắc Môn, ngài lập tức phóng tín hiệu cho người trên đập nước biết. Dạ rõ. Cha, đi mau. Canh năm đã đến rồi, trời cũng đang gần sáng. Để ý tín hiệu cho Dương gia phát ra. Tôi nghĩ sắp có tín hiệu rồi. Châm thuốc nổ, có thật là phải làm vậy không? Mệnh lệnh của Dương gia, ai dám cãi lại? Mau châm thuốc nổ đi. Tiêu Tam, mọi người dừng tay. Người dám phản bội Lăng Dương à? Tôi không có phản bội Lăng Dương. Chẳng qua
Tôi không nhẫn tâm nhìn nổ tung đập nước, khiến ba tánh hai bờ Trường Giang phải chịu tai họa. Nhưng tôi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của Dương gia. Dương gia, hắn giống con các ngươi chẳng ra gì. Lúc này hắn đã chạy trốn rồi, không hề nghĩ đến an toàn của các người. Hắn giống lợi dụng các người. Còn chuyện sau khi các người làm xong, sống chết thế nào hắn quan tâm đến sao? Nếu đã như vậy, cớ sao phải chịu tội để hại bá tánh phải tai kiếp như vậy? Tiêu Tam công tử nói đúng. Thật ra từ đầu tôi đã phản đối chuyện nổ tung đập nước rồi. Hầu gia, phiền huynh báo cho hoàng thượng biết chúng ta đã chiếm lĩnh đập nước. Các người đừng qua đây. Đi, mau lên. Mau lên. Vào đây, đứng lại, đứng lại. Đi. Dừng kiệu kiểm tra. Ai ngồi trong kiệu? Lão gia chúng tôi. Xét. Đi đi. Đa tạ tướng quân. Khoan đã. Ta nhìn ngươi rất quen, thường gặp ngươi ở đâu thì phải. Đại nhân nhìn lầm người rồi. Tôi chỉ là người hầu của lão gia thôi. Không thể nào. Ngươi giống y như... Người đâu? Không phải, người đó mới là Lăng Dương. Bắt hắn. Chạy đi đâu? Súc sinh. Còn ngạn nhiên dám bán đứng ta hay sao? Súc sinh. Cha hắn. Mau đuổi theo. Dạ. Truyền Lăng Dương tham kiến hoàng thượng. Lăng Dương đã dẫn đến. Lùi xuống. Tuân chỉ. Tinh nghịch tặc to gan, gặp hoàng thượng mà không chịu quỳ à? Chuyện đã như vậy rồi, muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết, tùy ngươi thôi. Ngươi thôi đi. Hắn sắp phải chết rồi. Cho hắn quay phong thêm một chút. Tất cả lùi xuống đi. Hoàng thượng, trẫm tự biết lo liệu. Tuân chỉ. Hoàng thúc, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Ngươi được làm Lăng Dương không chịu, cứ phải đòi làm hoàng đế. Phản tặc to gan, ngươi là người thuộc hoàng thất họ Chu, ngang nhiên dám khi quân phạm thượng, phái người đến hành thích trẫm. Ngươi là hôn quân, vốn không đủ năng lực trị vì thiên hạ. Giang Sơn Đại Minh cũng không phải của riêng mình ngươi. Ngươi ngang nhiên dám sỉ nhục trẫm à? Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi muốn làm gì ta thì cứ làm. Tên phản tặc, người chết cũng không đáng tiếc. Ta nhớ hôm ta tru sát Lưu Cẩn, hắn khăng khăng nói rằng do người sai khiến hắn. Ngươi còn lại cớ do bất đắc dĩ. Trẫm tin tưởng ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại dám gây rối phạm thượng. Nếu lúc đó không nhanh chân chạy thoát, e rằng bây giờ ta còn bị ngươi giam lỏng ở trong triều. Ngươi vốn không tin tưởng ta. Đúng vậy, xưa nay trẫm đều không tin tưởng ngươi, bởi ngươi nắm binh quyền ở trong tay và lòng đầy giả tâm muốn mưu đồ đoạt ngôi. Cho nên tiên đế đã cướp binh quyền của cha ta, còn đầy tiên tổ ta làm thứ dân. Cho nên ngươi đã ôm hận trong lòng. Ngươi còn phái Dương Thủ Nhân đến cướp binh quyền ba tỉnh của ta, sao ta có thể không ôm hận được? Vậy còn ngươi? Ngươi mua chuộc nhân sĩ giang hồ, còn quá tận Phù Tang, chiêu nạp ẩn sĩ Phù Tang để mưu hại trẫm, tích trữ quân lương, coi thường Dương Pháp. Tất cả mọi chuyện cho thấy từ lâu ngươi đã muốn mưu đồ tạo phản. Chuyện đã như vậy, ta không muốn tranh luận với ngươi làm gì nữa. Được. Trẫm phải giết ngươi. Trẫm nhất định phải giết ngươi. Thậm chí phải giết ngươi ngay. Ngươi nghe cho rõ. Trước tiên trẫm phế truất phong hiệu và miễn tử kim bài do tiên đế phong cho ngươi, sau đó đẩy ngươi làm thứ dân. Thứ dân Chu Chấn Hào gây bè phản quốc, mưu hại thiên tử, tội tru cửu tộc. Khoan đã, thế nào? Nếu ngươi muốn xử ta, nhất định phải qua Tam Ti hội thẩm mới được. Sao có thể tùy tiện phế bỏ chỉ ý do chính tiên tổ hoàng đế truyền lại? Nếu ngươi muốn giết ta, nhất định phải được sự đồng ý của gia tộc họ Chu mới được. Nếu ngươi tùy tiện giết ta như vậy, ta e rằng lòng dân thiên hạ không phục, gia tộc họ Chu lại càng không phục. Buồn cười, trẫm là vua của một nước, những lời trẫm nói chính là mệnh lệnh. Trẫm muốn ngươi chết, sao ngươi có thể sống nổi chứ? Giả lại giải ngươi từ Nam Xương đến Kinh Thành, đường xá xa xôi, con trai của ngươi cũng đã chạy thoát, khó trách hắn chặn đường để cứu thoát ngươi. Con trai ta Chu Quân Chiếu sẽ cứu ta hay sao? Nếu như hắn cứu ta, thì lúc nãy đã không bắn đứng ta rồi. Trẫm
Trẫm, xém chút trẫm đã quên mất. Lúc con trai ngươi đang lâm nạn chết người, ngang nhiên bắn đứng cả cha của hắn. Trẫm thấy đau lòng cho ngươi đó. Nhưng ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ trả thù. Nhưng trẫm phải tru cửu tộc ngươi. Người đâu? Hoàng thượng, lôi hắn ra ngoài. Trảm, hôn quân kia, hỗn láo. Ai cho phép người hỗn láo như vậy? Trảm nhớ tối qua, trảm nghĩ ra một cách rất thú vị để xử lý người. Muốn giết cứ giết, không cần phải nói nhiều, không dễ đâu. Cao Thăng, dạ. Khanh còn nhớ tối qua trẫm nói thế nào không? Dạ nhớ. Kể cho hắn nghe đi. Chỉ ý của hoàng thượng là xử ngươi tội điểm thiên đăng. Tên hôn quân, sao ngươi lại ác độc như vậy? Lôi hắn ra ngoài. Tuân chỉ. Khoan đã, ngươi còn di ngôn gì? Không. Hai vị, nếu sau này gặp được con trai tôi, Chu Quân Chiếu, phiền hai vị thay tôi băm dầm nó ra. Dương đại nhân, hầu gia, Tiêu huynh, Dương đại nhân, chúc mừng hai vị, rốt cuộc cũng đã thành công tốt đẹp. Dương đại nhân, may mà có ngài đánh lạc hướng Lăng Dương thôi, nếu không chúng tôi đâu được thuận lợi như vậy. Đúng rồi đại nhân, về phía Lăng Dương thế nào? Đại quân xông vào Nam Xương, Lăng Dương bị bắt, do chính con trai của hắn bán đứng hắn. Ngài nói sao? Thật không ngờ Lăng Dương lại chết trong tay của con trai mình. Còn hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng rất vui mừng, chuẩn bị khao thưởng ba quân. Dương đại nhân, ý tôi không phải như vậy. Hoàng thượng xử Lăng Dương tội gì? Đúng vậy, rốt cuộc hoàng thượng xử lý Lăng Dương thế nào? Cái gì? Rốt cuộc hoàng thượng xử lý Lăng Dương thế nào? Tru cửu tộc. Hoàng thượng xử Lăng Dương điểm thiên đăng. Điểm thiên đăng? Như vậy quá tàn nhẫn. Có cách nào có thể? Khó lắm. Về chuyện này đã được hoàng thượng ngự bút phê chuẩn, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Dương đại nhân, Trường Lạc quận chúa thế nào? Đúng vậy, Thanh Chiếu thế nào? Lúc đó tôi không có mặt, cho nên tôi không biết. Sau đó tôi nhận được tin tức, liền đến đó để khuyên hoàng thượng, nhưng không biết nên nói thế nào. Tại vì Lăng Dương đã phạm đại tội phản quốc khi quân. Nhưng hoàng thượng từng hứa với tôi sẽ tha cho Thanh Chiếu mà. Tiêu huynh, đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau đi coi thử. Hầu gia, Hạ Cáp Cáp đã bị chính pháp. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đang nghỉ ngơi trong lầu. Vậy Lăng Dương đâu? Lăng Dương bị giam giữ chờ ngày xử quyết. Vậy Trường Lạc quận chúa đâu? Nghe nói ngày mai sẽ bị xử trảm. Ngài nói sao?
Sao hoàng thượng có thể không giữ lời hứa? Tối qua người hứa với tôi sau khi xong việc sẽ phóng thích Trường Lạc quận chúa. Sao hoàng thượng có thể làm như vậy? Nay hoàng thượng đang ở đâu? Tôi phải gặp người. Tiêu công tử, huynh đừng manh động như vậy, nên từ từ giải quyết. Tại sao lâu vậy chưa thấy hoàng thượng trở về? Xin hầu gia chờ một lát, hoàng thượng đang đến. Hoàng thượng giá lâm. Tham kiến hoàng thượng. Đình Phong, Khanh Nôn nóng tìm trẫm, có chuyện gì? Chúc mừng hoàng thượng dẹp yên phản đảng quốc tặc. Đứng dậy. Tạ hoàng thượng. Vất vả cho hai vị. Nếu lần này không có hai vị kịp thời ngăn cản đập nước bị nổ tung, e rằng không dễ công phá Nam Xương Thành được. Đa tạ hoàng thượng, thần chỉ góp phần sức mọn mà thôi. Hoàng thượng, Tiêu Biệt Ly, trẫm cũng phải cảm ơn người. Hoàng thượng không cần khách sáo, Thảo Dân chỉ muốn hỏi hoàng thượng chuyện mà hôm qua người đã hứa. Trẫm đã hứa với ngươi chuyện gì? Là phóng thích Trường Lạc quận chúa đâu hoàng thượng. To gan. Cha của Chu Thanh Chiếu gây rối phạm thượng, thật đáng tội chết. Bị tru cửu tộc là lẽ đương nhiên. Nhưng mà hoàng thượng, đúng vậy hoàng thượng, chính tay thần cũng đã nghe thấy. Huống hồ Chu Thanh Chiếu chỉ là một cô gái. Cớ sao hoàng thượng, Đình Phong, sao Khanh lại hồ đồ theo hắn vậy? Khanh nên nhớ rằng Chu Chấn Hào cố tình tạo phản, hòng cướp lấy giang sơn của trẫm. Sao trẫm có thể tha cho người nhà của hắn được chứ? Nhưng miệng vàng của hoàng thượng đã hứa, chẳng lẽ hoàng thượng trở lời hay sao? Ổn láo. Tiêu Biệt Ly, trẫm nghĩ tình ngươi có chút công lao trong chiến dịch Nam Xương, tha chết cho ngươi. Nếu với vai trò của thuộc hạ Lăng Dương, thì trẫm đã đẩy ngươi ra pháp trường, chém đầu bêu xấu. Vậy mà ngươi vẫn còn không biết điều. Mau khấu tạ hoàng thượng đi. Khấu tạ hoàng thượng đã tha tội chết. Đúng rồi, trẫm chuẩn bị đêm nay khao thưởng tam quân. Khanh nhất định phải nhớ đến sớm đó. Đa tạ hoàng thượng, chúng thần cáo lui. Hoàng thượng hoàn toàn không giữ lời hứa. Không ngờ hoàng thượng lại trở lời như vậy. Tiêu huynh, huynh không nên tức giận làm gì nữa. Không may chọc giận hoàng thượng, tôi sẽ khó giúp cho huynh lắm. Hầu gia, lần này tôi cảm kích huynh lắm. Tiêu huynh, xin lỗi huynh, tôi không giúp được gì cho huynh. Nhưng huynh đã cố gắng rồi. Huynh định làm thế nào? Tôi nhất định phải cứu Thanh Chiếu. Tôi phải cướp pháp trường. Tiêu huynh, huynh đòi cướp pháp trường sao? Đúng vậy. Tiêu huynh, huynh làm vậy rất nặng tội. Kể cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, như vậy đâu còn ý nghĩa gì. Thôi được, huynh yên tâm, tôi giúp huynh. Hầu gia chịu giúp cho tôi à? Nhưng mà cách này nhất định sẽ chọc giận hoàng thượng. Vậy Tiêu huynh, lúc này tôi không còn sự chọn lựa nữa. Thanh Chiếu là biểu muội của tôi, về tình về lý tôi phải cứu muội ấy. Vậy có cách gì? Ngươi đến đây có chuyện gì? Phụng mệnh của hoàng thượng, đưa Chu Thanh Chiếu đi gặp hoàng thượng. Hoàng thượng ngự chỉ,
không cho bất cứ ai dẫn phạm nhân đi khỏi, trừ khi có thánh chỉ hay tín vật của người. Thấy Cẩm Tú Lĩnh như gặp hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mau thả cô ấy ra, thả người. Hảo huynh đệ, dạo này hoàng thượng lại có nhã hứng đó. Người muốn... Nếu không phải hoàng thượng nhắm vào cô quận chúa này, thì huynh đệ chúng ta từ lâu đã... Tham kiến tướng quân. Truyền thánh chỉ của hoàng thượng, lập tức giải Chu Thanh Chiếu ra pháp trường hành hình. Chu Thanh Chiếu? Sao hả? Chẳng lẽ các người dám nghi ngờ ta sao? Không dám tướng quân. Vừa rồi hoàng thượng đã phái người đến dẫn quận chúa đi khỏi rồi. Là ai vậy? Hắn có mang theo Cẩm Tú Lĩnh của hoàng thượng đến đây. Tiểu dân coi đúng là thật. Lệnh bài ở đâu? Lệnh bài ở đây. Cẩm Tú Lĩnh, tức chết đi được. Hàng Thao. Dạ. Lôi đầu hai tên binh sĩ canh gác đó ra chém đầu. Tuân chỉ. Cẩm Tú Lĩnh, lạ thật. Năm xưa thánh thượng chỉ ban cho mấy vị thân dương mà thôi, sao Tiêu Tam lại có được chứ? Hoàng thượng, có phải là An Lạc Hầu hay không? Quận chúa là biểu muội của hắn. Hắn vì cứu biểu muội, liệu có mạo hiểm không? Trẫm cũng nghĩ như vậy. Khấu kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Đình Phong, Tiêu Biệt Ly đâu? Quân ấy đã đi khỏi cách này hai canh giờ rồi. Sao hắn bỏ đi mà không cho trẫm biết một tiếng gì? Có lẽ quân ấy sợ quấy rầy tới hoàng thượng. Hoàng thượng, đông đống triệu kiến thần, chẳng hay có chuyện gì không? Tiêu Biệt Ly truyền thánh chỉ giả, đã cứu thoát Chu Thanh Chiếu. Truyền thánh chỉ giả à? Đúng rồi, Đình Phong. Trẫm nhớ 3 năm trước từng ban cho Khanh một Cẩm Tú Lệnh, dặn Khanh nhớ mang theo. Khanh có mang theo không? Không. Trẫm đang định cho làm thêm vài cái lệnh bài ban cho quân tước có công. Khanh có mang theo không? Đưa trẫm.